Thưa quý vị, Singapore thực hiện được thu giữ ngà voi lớn nhất cho đến nay. Vào hôm thứ Ba 23 tháng 7, thì Singapore cho biết là họ vừa thu giữ 9.7 tấn ngà voi, là số lượng tịch thu kỷ lục của chính quyền và được các nhóm bảo tồn tuyên bố là nơi trung chuyển cho việc buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp. Theo ước tính thì lượng ngà voi này trị giá đến 12.9 triệu Mỹ Kim và được khai thác từ gần 300 con voi châu Phi. Lượng ngà voi này đang được vận chuyển từ Cộng hòa Dân chủ Congo đến Việt Nam thông qua Singapore. Đợt tịch thu này cũng bao gồm vụ thu giữ vảy tây tê lớn thứ ba ở Singapore trong năm nay, 13.1 tấn vảy, trị giá khoảng 35.7 triệu Mỹ Kim. Theo Reuters thì lượng ngà voi này chỉ vừa kém khoảng 9.1 tấn bị tịch thu tại Việt Nam vào tháng 3 vừa qua, là đợt tịch thu mà tổ chức phi chính phủ cơ quan điều tra môi trường xem là lớn nhất từ trước cho đến nay trên toàn cầu. Singapore là một nước ký kết công ước về thương mại quốc tế và các loài động vật, thực vật hoang dã có nguy cấp CITES và từng cam kết rằng họ sẽ đưa ra nỗ lực toàn cầu nhằm hạn chế nạn buôn bán động vật hoang dã và bất hợp pháp.